Uh, xin chào mọi người uh, đã lâu rồi mình cũng không có thì công việc gia đình nên là cũng uh, rất là ít khi uh, lên cái video cho mọi người hôm nay thì mình có uh, lần này thì mình cũng rảnh rồi nên là cũng uh, sẽ lên video cho mọi người chia sẻ tham khảo anh em hiện tại thì cũng là mùa cưới rồi thì, uh, chúng ta có những cái hình ảnh và cũng muốn là nâng cao cái chất lượng hình ảnh theo cái xu hướng bây giờ hiện tại là nó được áp dụng các cái công nghệ AI rất là mạnh để trong để cho chúng ta chỉnh sửa những cái hình ảnh nó nó đẹp và nó có cái chiều sâu hơn thì hôm nay ở đây thì mình đang sử dụng cái hình ảnh của ảnh viện áo cưới Rebecca số 324 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội để mình sẽ chia sẻ với anh em cái phương pháp xử lý ảnh bằng cái, cái công nghệ AI bây giờ thì ở đây thì chúng ta có những cái hình ảnh nó cơ bản nó là như này ảnh gốc phải ảnh chụp thì cũng rất là đẹp nếu mà để ở một cái màu sắc uh, cơ bản thì nó cũng rất là đẹp nhưng mà mình bây giờ mình lại muốn cho nó có những cái chiều sâu và những cái uh, chất nghệ thuật hơn ý, thì uh, chúng ta sẽ uh, có thể là sẽ biến tấu nó đi theo các cái hướng khác nhau ở đây là một cái hình ảnh chụp bình minh rất là ok với một cái ánh nắng nhưng nhẹ rất là ok bây giờ với cái không gian như thế này thì bây giờ mình đang muốn là chia sẻ với các bạn cái hình ảnh khá là hot à, ảnh vô cực Đó nhất là đối với ảnh cưới thì nó sẽ tạo ra một cái không gian rất là là lãng mạn và nó mang đầy sức nghệ thuật thế thì về hình ảnh vô cực thì như thế nào thì thực ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi chúng ta hiểu là cái ảnh vô cực thì là nó sẽ có cái không gian mở nó khá là rộng và cái chính đó là cái nhân vật cô dâu chú rể nó sẽ luôn luôn được đẩy lên làm tâm điểm thì ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình làm ảnh vô cực bằng cái công nghệ ai Nói chung là phần lớn là bây giờ sẽ sử, sử, sử dụng công nghệ AI Thì để làm được cái hình ảnh vô cực này ở đây thì bây giờ mình sẽ uh, Mình sẽ dìm cái tông ảnh này xuống Dìm cái tông ảnh này xuống Thì cái phương pháp Cái quan trọng ấy là cuối cùng là nó sẽ ra cái, 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 cái chất lượng hình ảnh Cũng như là nó ra cái sản phẩm cuối cùng như thế nào Còn cách làm của các bạn ấy thì Nói chung là nó Phần mềm nó đã có sẵn tất cả những cái, cái, cái công cụ rồi nên là chúng ta cứ cảm thấy cái nào mà nó dùng nó hợp lý là chúng ta dùng thôi Các bạn muốn dùng kiểu gì cũng được Không cần biết Chỉ miễn là nó ra được cái sản phẩm Thì hiện tại thì muốn để Tạo ra cái ảnh vô cực thì chúng ta cần có một cái sự tương phản Cho cái hình ảnh này Thì mình sẽ sử dụng auto Đó Mình sẽ dìm cái tông của cái hình ảnh xuống để cho nó nổi bật Lên cái 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 cái, cái không gian Cái 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 này là thời gian Đấy về hình ảnh mục ảnh nó có hai uh, yếu tố thứ nhất là nó làm cái không gian và cái thời gian nó mở nó rất là rộng thì đây đầu tiên là chúng ta xử xử lý cái 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 thời gian đã thì uh, mình sẽ xử lý cái thời gian và cái để lấy cái cái màu uh, màu nắng này màu nắng bình minh này mình lấy cái cái màu này <laughs> đấy thì sử dụng auto uh, mình sẽ làm cả ba cái ảnh luôn nhân tiện là để cho mình, mình, mình uh, post ở đây thì sau khi chúng ta đã xử lý chúng ta đã auto thì mình auto thì sau đó thì mình sẽ điều chỉnh lại cái exposure một chút xíu để nó không quá tối exposure mình sẽ xử lý một chút ok sau đó thì bây giờ mình sẽ xử lý qua về cái thì những ai mà theo dõi kênh của mình ấy thì cũng nắm các cái bài mà mình phân tích về các cái bảng này rồi nhưng mình không nói lại, mình sẽ làm khá nhanh thôi. Ở đây thì mình cần cái màu nắng này cái màu nắng này mình rất là cần để cho nó nổi bật cho nên là mình sẽ đẩy nhẹ cái cái zero ở saturation lên và mình cũng sẽ giảm nhẹ cái, cái màu mình sẽ giảm nhẹ cái cái uh, tông uh, orange là cái tông màu da mình sẽ giảm nhẹ một chút và mình sẽ đẩy cái độ chói sáng của nó lên ở đây thì nó có rất là nhiều cách như như mình đã nói rồi nhá các bạn làm bằng bất kể cái phương pháp nào cũng được không quan trọng Nên ở đây thì ví dụ mình muốn tăng cái độ chói sáng của vùng da mặt thì một là các bạn có thể kéo ra này còn nếu như mà bạn mà không chắc lắm bởi vì là nó sẽ có còn ở đây nó có sẽ còn màu đỏ nữa màu red và màu yellow là các bạn làm không chắc thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ hỗ trợ này nó sẽ tổng hợp nó sẽ kéo đều lên cho chúng ta đây. Nó sẽ tự cân bằng. Ok, mình chỉ cần lên một chút thôi. Cái này là mình về cơ bản là mình 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 làm ờ à, đơn giản như thế. <laughs> Gần như là cái hình ảnh này nó về ánh sáng và màu sắc nó tương đối tốt rồi cho nên là chúng ta không cần phải xử lý nhiều. Đấy và chúng ta sẽ còn có các cái bước tiếp theo cho nên là mọi người cứ như theo dõi kỹ cái video của mình là được rồi đến cái phần color grading thì mình sẽ thêm một chút màu vàng vào cái cái vùng 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 sa shadow mình sẽ thêm một chút màu vàng vào vùng shadow Đó. một chút thôi đấy và mình sẽ để nó ở cái vùng màu tối đây này mình sẽ để ở cái vùng tối ra nó sẽ ám vào một chút màu vàng và mình sẽ cho một chút màu xanh vào vùng highlight tại sao để cho chút màu xanh vào vùng highlight để cho cái cái tông da mặt của chúng ta nó không bị đỏ quá đấy đẩy màu xanh vào thì nó sẽ cái tông da của nó sẽ nhẹ nhàng hơn về cơ cơ bản thì về ảnh cưới ở của Việt Nam mình ấy, thì cái tông nó bao giờ cũng thích cái màu sáng sáng Đấy. À, về đối với những cái ảnh mà nó đã có cái hình ảnh chất lượng của nó đã tốt rồi ấy mà chúng ta không cần quá điều chỉnh quá nhiều ở trong cái calibration mình sẽ đẩy cái này cái thêm xanh một chút xíu vào đây để cho các màu sắc nó rực rỡ hơn một chút. Mình đã đẩy cái saturation blue. Rồi, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến công nghệ AI. Đấy, thực ra thì cái về cơ bản lúc đầu thì nó chỉ có như vậy thôi. Vì đây là mình sẽ hướng dẫn cái chia sẻ về cái 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 ảnh vô cực, cho nên là ở cơ bản là cái uh, hướng của mình nó đã có sẵn rồi, Cho nên là mình sẽ đi nó đi qua các cái bước kia thôi chứ không có đi uh, chiều sâu và không phân tích sâu nữa và đây ấy, thì chúng ta đối với công nghệ AI thì chúng ta có uh, các cái công cụ ví dụ như là cái uh, Masking Masking này nó là một trong những công cụ nó có thể tách cái chủ thể và cái background là rất là rõ ràng và chúng ta có thể chỉnh sửa từng phần thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái uh, Masking này cái cái Subject này là mình sẽ bấm vào cái Subject và để chọn cái vùng chọn là là người là chủ thể đấy. Ở đây thì uh, chọn chủ thể thì mình sẽ cái thứ nhất là cái việc đầu tiên ấy, là mình sẽ uh, tăng cái uh, mình mình sẽ để cho cái 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 vùng sao và vùng highlight ấy, nó tương đối đồng đều. Nghĩa là nó đây mình sẽ kéo cái con chat này, các bạn các bạn nhìn nhá, mình kéo hết kịch một trăm phần trăm. Ở đây khi mà mình để con chat lên ấy, thì cái độ tương phản nó rất là cao. Nhưng ở đây mình muốn rõ người hơn một chút nên là mình sẽ đẩy Mình sẽ uh, giảm quan sát đi Giảm quan sát là cái yếu tố này ấy, thì nó sẽ làm cho các cái vùng mà uh, cái ánh sáng nó không được uh, uh, tốt ấy Nó không không phải là không tốt mà nó không tới ấy. cái ánh sáng nó không tới nó sẽ Có cái độ lan tỏa nó sẽ mềm mại cái ánh sáng hơn Nếu mà để này thì nó gắt này Đấy, như để này thì nó nhẹ, nhẹ nhàng mềm mại hơn này Ok, sau đó mình sẽ đẩy x đẩy cái 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 Đúng, uh, chọn người lên một chút Bạn lưu ý là cái này chúng ta không cần làm nhiều quá, chúng ta chỉ làm vừa vừa thôi Rồi <laughs> uh, Ở đây thì chúng ta Đối với những cái hình ảnh, mình sẽ có một bài chi tiết Sau Để chia sẻ về cái ảnh cưới cơ bản Cái này là mình sẽ làm cái vô cực Nên là mình sẽ nói nhanh nhanh Cái này thì chúng ta sẽ đẩy cái Y lên một, một chút Còn lý do tại sao đẩy Y thì mình sẽ làm ở một cái bài thì rõ ràng hơn đó đẩy ngoài lên shadow thì chúng ta cũng đẩy lên một tí xíu ra để cho các cái vùng uh, tối nó không bị chết ở à, cái ở đây thì cái vùng highlight của nó thì cũng không có nhiều lắm nên chúng ta không cần phải đẩy chúng ta không cần kéo Đấy, nếu như mà đối với ảnh bình thường thì chúng ta có thể đẩy lên một chút của cái highlight để cho các cái chi tiết về ánh sáng ở cái chủ thể nó tốt hơn Đấy, Nó tốt hơn thì nó thể hiện cái ánh sáng hơn Nó tốt hơn uhm, Cũng như là ai mà đã theo dõi mình từ đầu đến cuối về các kênh của mình ấy thì sẽ hiểu được cái vấn đề um, cái nghệ thuật phơi sáng thì Thực ra hình ảnh muốn có chiều sâu ấy, nó là xử lý cái vấn đề ánh sáng cho nên là mình rất chú trọng ở cái góc độ ánh sáng Làm sao để cho cái hình ảnh nó nổi bật và mình nhìn cái ảnh nó rất là ok Khi mà Uh, nhìn vào là người ta có thể cảm giác được cái ánh sáng của cái uh, thời gian. Đấy. Ở đây thì uh, nó cũng có cái nhiệt độ màu, cái thêm tu này nó có nhiệt độ màu. Thì tùy vào cái hình ảnh, thì đối với hình ảnh này thì uh, về nhiệt độ màu thì nó tương đối ổn rồi. Thế là mình sẽ không điều chỉnh uh, nhiều nữa. Giờ saturation cái này nó là độ bão hòa độ báo, báo hòa màu thôi, nghĩa là nó tăng tăng uh, cái cái cái, cái màu lên thì ở đây mình nó cũng không có vấn đề gì đối với cả mạch và cái phái gốc họ tốt rồi cho mình thôi còn ai mà chưa nắm rõ về các cái thanh công cụ như tên của nó và cái công dụng ấy thì có thể theo dõi các cái bài hướng dẫn của mình ở trong các cái khóa học nhé cái khóa học mà mình ghi là khóa học đấy những cái bài hướng dẫn rất là chi tiết ok sau khi được người rồi thì chúng ta sẽ quay lại mình sẽ create mask tạo ra một cái mặt nạ một cái mặt nạ sáng khác. Nhưng cái này thì mình sẽ điều chỉnh cái background, source background. À. Có một chút xin lỗi. Mình sẽ quay quay trở lại cái mask 1. Nó có một vấn đề đấy là để cho so cái việc điều chỉnh này nó mình không phải làm đi làm lại nhiều ấy thì khi mà điều chỉnh xong cái um, chủ thể ở cái uh, map một này này cái này cái này này mình vừa mới điều chỉnh đấy thì uh, mình muốn áp dụng cho cái ảnh sau ấy thì các bạn sẽ vào cái preset này này các bạn new đấy tạo cái new adjustment preset đây thì mình có thể đặt tên đó là một đặt là số 1 đó, đó là cái uh, cái uh, chủ thể còn bây giờ chúng ta quay lại cái background về cái background thì hiện tại thì đối với cái hình ảnh này mình cũng có cái chủ định click trước rồi đó là mình sẽ mở rộng thêm cái không gian ra đấy cho nên là mình sẽ cân bằng cái cân bằng cái 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 độ tương phản của cái background góc này đã thì thứ nhất là để tương phản để, để cân bằng thì mình sẽ giảm quan sát cái này mình tăng quan sát lên thì nó sẽ được một cái rất là ok là như thế này nhưng mà mình sẽ phải giảm đi Lý do tại sao thì chút xíu nữa vào trong Photoshop mình sẽ nói ngay. Tại vì mình muốn mở rộng không gian bằng cái uh, AI, bằng cái đây uh, 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 gì đấy. Mình quên mất cái, cái, cái tên rồi tí nữa vào đọc lại. Đó. Cái này mình chỉ chuyển lên một chút thôi. Sau đó thì mình sẽ uh, exposure mình sẽ giảm đi một tí mình giảm đi để làm sao cho nó nổi bật chủ thể đúng không? Đấy, mình sẽ giảm đi một chút xíu để rồi nó cho nó nổi bật chủ thể lên. À, Sau đó mình cũng sẽ đẩy lên một chút xíu. Y thì mình sẽ dìm xuống, highlight mình sẽ đẩy lên. Đấy, chúng ta cân bằng làm sao để chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy nó có cái chiều sâu đó, và nó thể hiện được rõ ràng cái uh, ý tưởng của chúng ta. À, đối với cái bách này thì chúng ta mình sẽ cho nó thêm một cái dịch nhiệt độ màu để cho cái uh, nắng cái nó rực rỡ lên này. Và sau đó là mình cũng sẽ đẩy cái màu lên một chút cái saturation này, cái đẩy lên một chút. Ok. Như vậy là cơ bản là mình sẽ đã điều chỉnh được cái. Cái ảnh này nó ở mức cơ bản để làm cái hình ảnh vô cực rồi Và đây là ảnh gốc này và Đây là ảnh mình sau khi mà đã xử lý uh, theo cái hướng vô cực này Thế Cái yếu tố của chúng ta ở đây là gì? Thứ nhất là về cái chi tiết người nó phải vẫn phải rõ ràng Thứ hai cái độ cái cái màu và cái ánh sáng nó phải khá mềm mại Cái độ uh, giao thoa ánh sáng giữa bùng uh, shadow và highlight nó 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 cần phải có cái uh, độ mềm mại. Cái okay, thứ ba đấy là các cái chi tiết của chúng ta, ví dụ như là cái tóc, các thứ này nó ở đây là nó không bị chết, nó không bị đen kịt lại. Đấy, lưu ý là khi chúng ta chỉnh như thế. Bởi vì khi các bạn in ra ảnh nhá, nếu mà các bạn chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, các bạn nếu mà điều chỉnh cái đấy không kỹ đến lúc in ra ảnh cái chỗ đấy nó đen kịt và thành một cái 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 mạng đen luôn. Đó. Đây là kinh nghiệm. Rất là sương máu. Rồi quay trở sang cái ảnh thứ hai thì uh, 23 thì nó đơn giản rồi cái này thì chúng ta chỉ cần uh, chọn sắp à cái này mình còn chưa lưu preset xin lỗi xin lỗi cái này mình chưa lưu preset thứ hai cái thứ hai đây thì cũng các bạn cũng vào preset này các bạn chọn cái new uh, adjustment preset và các bạn đánh số 2 thì nó sẽ lưu cho các bạn toàn bộ cái cái, cái quy trình này khi các bạn làm bộ ảnh thì các bạn nên lưu lại như thế thì nó sẽ làm nó sẽ nhàn hơn rồi xong quay sang cái thứ ảnh thứ hai thì sau khi chúng ta lựa chọn này rồi thì chúng ta chỉ cần mở cái bộ reset là ra chọn cái số 1 là lúc nãy chúng ta lưu là điều chỉnh về cái da, da, mặt mọi người sau đó chúng ta lại vào create new Mark và chúng ta sẽ chọn background ở đây thì chúng ta cũng sẽ chọn cái số 2 là cái chúng ta cũng vừa lưu xong đấy quay trở lại cái ảnh này cũng làm như vậy tương tự ra rất là đơn giản thôi ai nó hỗ trợ rất là tốt chúng ta lợi dụng cái, cái điều đó để chúng ta xử lý ảnh cái này thì mọi người sau này sẽ làm nó sẽ rất là đơn giản rồi sau mình open, mình mở ra Photoshop thôi Đối với cả cái công nghệ AI mới để áp dụng cho cái xử lý ảnh thì nó có một cái đặc điểm uh, đặc biệt Đấy là Nó sẽ yêu cầu cái uh, Các màn hình, bình thường ngày xưa thì Photoshop không yêu cầu các màn hình nhiều lắm đâu Nó chỉ vấn đề là xuất ảnh thôi, nhưng mà bây giờ thì nó yêu cầu tương đối Đó À, bây giờ như mình đã nói tại sao mình để điều chỉnh cái lúc nãy mình điều chỉnh cái này cái cái cái, cái background cho nó mềm thì ở Photoshop mình sẽ nói rõ. Thì đây mình muốn mở rộng cái lúc nãy là mình đã làm về cái thời gian rồi nhá. Cái thời gian đó là chỉnh cái chỉnh cái, cái 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 ánh sáng bình minh rồi. Bây giờ mình sẽ không gian. Thì mình sẽ vào cái crop công cụ crop các bạn chọn cho mình cái ratio và đây hai bên các bạn để để bằng không. Sau đó các bạn sẽ kéo cái khung hình. Kéo cái khung hình để theo cái ý muốn muốn mở rộng cái không gian của các bạn ra như thế nào cái này thì nó yêu cầu là chúng ta cần có một cái chút chúng ta cần có một cái chút um, kiến thức cơ bản một chút xíu về cái góc độ như vậy đó là chúng ta sẽ chọn cái khuôn hình như thế nào và cái chủ thể nó nằm ở đâu cái này là tùy đối với cả thiết kế album thì đối với, thì những cái này nó sẽ rất là ok đây này bởi vì những cái những cái trang album mà chúng ta làm full ấy, nó sẽ rất là tiện sau khi chúng ta làm như này chúng ta không ấn enter nhá không không lựa chọn cái này nhá click chuột phải vào đây và chúng ta sẽ chọn cái x fan và chúng ta chờ cho ai làm việc ở đây là một trong những cái mà mình rất là cảm thấy nó rất là thú vị rất là ok Ok Và như vậy là chúng ta đã mở được rộng cái khuôn hình ra rất là đẹp Đây nó có những cái tùy chọn chúng ta lựa chọn Thì mình nhìn qua đây cái thăm ra thì mình thấy ở đây là cái này, này không được Cái này không ok lắm thì Có cái này và cái thứ ba này để chúng ta có thể bấm vào xem à, Cái thứ ba này nó có một cái lựa chọn chúng ta đó là có thêm được một cái cái tòa nhà này nhưng mà mình nhìn thấy cái cái này nó không được phù hợp với bố cục này lắm mình sẽ quay lại cái, cái cái đầu tiên để kiểm tra xem là cái nào ok hơn này cái này đẹp hơn này ok thế như vậy là à xin lỗi ở đây thì sau đó thì các bạn sẽ quay lại cái đây và cái, chúng ta ở đây đây là cái vùng mà nó mở rộng này và chúng ta sẽ uh, dán lớp vào lại thì uh, ở đây mình sẽ nói rõ thêm một tí nữa đó là tại sao lúc đầu tiên ấy ở trong cái uh, camera raw mà mình điều chỉnh ấy, là mình lúc mà sử dụng cái background ấy mình làm cho cái vùng sáng nào đều ra bởi vì mình biết là cái xpan này à cái, cái, cái uh, rene rate này nó cái uh, rene xpan nó sẽ mở rộng ra và nó sẽ gom cái vùng sáng ở bên ngoài này vào như thế này cho nên là mình mới để cho cái uh, background ấy nó cái ánh sáng nó đều hơn bởi vì đằng nào ra đây nó cũng, nó cũng gom còn nếu mà ngay lúc đầu mà các bạn mà để cái uh, ở cái ảnh gốc mà chúng ta uh, tạo ra cái chiều sâu luôn thì vào ra đây ấy, thì cái vùng vùng ngoài rất là tối rất, rất là tối luôn đó, để như này là hợp lý nhất rồi sau đó thì chúng ta ra lớp lại thôi và chúng ta sẽ uh, chỉnh sửa thì sau khi chúng ta đã làm xong cái này rồi thì chúng ta có thể là tắt tắt bỏ cái 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 uh, negative này đi bằng cái cách là chúng ta vào windows và bấm vào đây để cho nó đỡ rối mắt đấy thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa vào cơ bản thôi tất cả những cái mà uh, làm ra làm giết các thứ và nhặt những cái rác đi ở đây thì có những cái rác như thế này thì chúng ta ở đây thì mình sẽ dùng cái công cụ là vimutun uh, vimutun là cái công cụ mới ở trong cái uh, một số bay thì cái zoom tool này cái bản chất của nó ấy, là nó sẽ sử dụng là nó sẽ khoanh vùng cái đối tượng cần phải xóa khoanh vùng như thế này đó thì các bạn cứ khoanh vào các bạn xóa đi thôi đó, rất là nhanh À, ngày xưa thì chúng ta sẽ phải dùng công cụ công cụ column stem mà làm rất kỹ thì mới được thực ra bây giờ thì cái công, công nghệ nó quá là ok làm này nó rất là thật thế nên là nó đòi hỏi về cái nó sẽ đòi hỏi về cái cấu hình máy tương đối nên là à, nói chung là muốn được nhàn hơn và muốn được làm được đẹp hơn thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có thể phải chấp nhận cái vấn đề là chúng ta phải chấp nhận là Đầu tư Đấy. Thứ nhất là đầu tư về key Nhân tiện thì mình cũng luôn là mình có Cài đặt số bản quyền Cũng như là hướng dẫn sử dụng Ai có nhu cầu thì uh, liên hệ với mình Đó Nó làm rất là ok và rất là sạch chúng ta chỉ cần một một thao tác thôi là ok ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể thêm ở đây một số các cái chi tiết nếu mà nếu muốn Đấy. các bạn muốn thêm cái gì thì thêm ở đây thì mình thấy cái ảnh này nó đẹp và mình muốn nó tập trung vào chủ thể cho nên là mình sẽ không thêm cái gì cái trường phái hình ảnh của mình nó là thứ nhất là nó là sự sạch sẽ và mình luôn luôn lưu ý về cái điều đó cho nên là tất cả những cái thứ mà nó có thể là nó uh, phân tâm đối với cả những người xem ấy thì mình luôn luôn mình sẽ xóa bỏ mặc dù nó là như thế nào thì mình cũng sẽ xóa bỏ ví dụ như ở đây có những cái chi tiết rất là nhỏ như thế này nhưng mà nó hay bị phân tâm là cái này Ok, đấy các bạn nhìn thấy không? Khi mà chúng ta nó ở đây cùng nắm người ta sẽ chỉ phân tâm đến cái cái cái, cái, cái thánh giá của cái nhà thờ thôi và cái mùng này thôi. Đấy nó sẽ không bị phân tâm và nó tập trung một cái chủ thể hơn. Đấy về cơ bản thì là như thế là ok rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ có các bạn sẽ làm những cái công việc công đoạn còn lại nó rất là, là là cơ bản đối với ảnh cưới, à, đối với ảnh đó là mình nắn chỉnh hình ảnh thôi nắn chỉnh hình ảnh làm sao cho nó hợp lý à, đối với phụ nữ thì luôn luôn là nhẹ nhàng nó sẽ có những cái chân tay các thứ gì nó mềm mại có eo và đàn ông thì luôn luôn là các bạn phải lưu ý là luôn luôn là đàn ông nó là một cái chỗ dựa mang tính điểm tựa cho nên là chúng ta <laughs> mọi người người ta mà có cơ bắp ấy đừng có mình còn nắn lại nha, nắn lại là thành giả hơi đấy Có lắm bạn rồi tôi thấy to 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 nắn hết lại Chết Đàn ông tập mãi mất bao nhiêu mới, mới, được cái to thế cứ nắn lại <laughs> Trừ khi đấy là bụng bia Hoặc là bụng phô sốp. Mấy ông ngồi phô sốt này bụng to không uống cũng to Rồi Ok, như thế này là ok rồi những <laughs> cái rác rác này thì tóc tai các thứ lẩm trở thì chúng ta đi thôi. AI <laughs> thông minh lắm, nó nhặt hết. Đây này, những cái rác rưởi này chúng ta nhặt cho nó kỹ. Đấy. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta tạo cái ảnh vô cực đối với những cái ảnh cưới khi chúng ta nhìn cái không gian mà mở chúng ta sẽ tạo nên những cái hình ảnh nó vô cùng đẹp và có giá trị nói chung là cái ảnh mà chúng ta làm cho nó có một cái uh, chất nghệ thuật nó cao hơn thì đấy là những cái mà cái uh, Photoshop công nghệ AI bây giờ nó hỗ trợ cho chúng ta như thế làm rất là nhanh và rất là tuyệt vời uh, những cái hình ảnh chúng ta như thế thì nó sẽ phong phú hơn và cái ảnh cưới nó sẽ trở nên là chân thật cũng như là nó có tính chất nghệ thuật nó cao hơn Thế sẽ thu hút được cả cái đầu tiên là cái nhìn nhận của tất cả mọi người sau đó là cũng sẽ uh, thu hút được cái khách hàng cho chính cái video chúc các bạn uh, thành công và có bất kể vấn đề gì muốn tìm hiểu các bạn cứ uh, comment mình sẽ trả lời Thứ hai nữa là mình cũng muốn nói thêm Là mình có Cài đặt Photoshop bản quyền Mức à, giá thì rất là hợp lý Nếu ai có nhu cầu Thì mình uh, liên hệ với mình Mình sẽ Mình sẽ cài đặt và hướng dẫn mọi người cách sử dụng à, Mình sẽ hướng dẫn uh, cách sử dụng toàn bộ Đấy, Chúc cho anh em uh, mùa cưới uh, đông khách hẹn gặp lại các anh em trong các tế video tiếp theo